Bom luôn mẹ, dù hết bom rồi nó trong nhà thì mẹ lên đẩy đi bom. Mẹ dùng bom rồi ấy mà ngồi lên đi mẹ mở cửa đây bắn cái đầu luôn bong bồ la vô. Bồ la mẹ bắn này vừa cả xong vô lấy hết đồ luôn. Cho nó ăn một đống berry necro berry. Dạ sao ơi, ôi mở cửa kìa. Nó đi rồi, nó đi rồi. Anh đi tí quay về để biết chuyện gì xảy ra. Nó ra, em tranh dỗi cái cửa nó, em tranh cửa bên trái nó ra cửa bên phải được má. Má như một khu rừng to thích mai em. Nếu có một con khủng long nào để mình thịt. Unbelievable. Ơi, còn lâu quá. Mày là chim lồn gì mà đi mày ăn uống lâu mấy lồn vậy? Mình nấp một quả thôi là mày dậy luôn đi. Chim ơi là chim. Em lặn cho bố làm việc. Ở qua mình làm một quả bom nữa mà được rồi mà có mấy. Để mẹ thằng vô nhà đó. Ok mà phát tỉ. Ok mà phát tỉ. Ủa tủ lạnh là cái gì ta? Fridge. Keep vegetable from boy and for small time. Không phải cái đó đâu, cái đó là cái tủ để đồ ăn mà khó nó tăng thời gian mà ít bị spoil á. Còn tủ lạnh là khác, tủ lạnh có ăn khi nào ăn lắp được cái lùng điện ăn với làm tủ lạnh được. Video chưa? Đăng rồi. Đăng lên YouTube đó. Đăng rồi. Là part 4 luôn rồi. Part 3 nữa. Lộn. Lộn mẹ. Giờ video. Ủa nhà mình có con chim rồi. Có hả? Ủa chim của thằng bịch. Bún riêu. Chim bún riêu á. À tới làm. Ôi, ôi. Đồ má ông làm gì vậy? Get the fuck out of here, man. Qua uống nước. À, nhà không có bếp. Không có bếp. Ông kia đi thêm con PT lại rồi. Giờ tôi đi ông bên phía bên trái bên kia rồi. Máy server đéo lắm Việt Nam chứ. Máy server của Việt Nam thì có. Anh có hủ lông không? Đồ đồ gì cũng được. Ô da, thịt mẹ ngon. Có thùng nào đặt ra được đó. Đứng im, đứng im. Đứng chui xuống dưới đây, coi thử tình hình. Đứng im. Ủa, nghe làm to vậy. Giờ không nổ là chạy nha. Ê, tránh xa. Em mất máu, mất có xíu.
Trời ơi. Thôi chừng nó về á. Thôi chừng nó về á sao. Má nó khỏe vậy. Nó ngủ không tan. Ấy, 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 có thằng kìa, có thằng kìa. Có thằng kìa, sơn. Chạy. phá đi vô phá đi. Cửa chính ở bên này nè. Ê có cửa chính ở nè. Phát lửa, ối phát lửa Ôi trời ơi, ôi hà xịn nè. Ê, đồ nhiều lắm luôn em. Thật đi. Để nó bóc lột siêu động vào là Parasert hả? Mình có cần đá Parasert không? Ôi vứt. Dục hết đá rồi. Flynn không cần hả? Flynn không cần. Hiện tại thì tạo không cần đâu, mình cần. Mình có nhiều mà. Cung nè, súng nè, địch mẹ có súng nhiều nè. Nếu ai lấy á. Đạt người địch mẹ. Điểm bom vô cái nhà thú của nó. Đó, điểm vô đó đó. Mà rồi easy vậy. Bố quả bom lấy được hết mẹ đồ. Giờ phải cất hết đồ rồi qua lấy tiếp. Lấy được cái gì vậy? Mày lấy đi tay em xin tôi. Rồi đi tao con. Ok. Úi tự nhiên có con K6 trước nhà mình nè. À ơi sao vô. Ui, nó chui vô nhà rồi. K6 hả? Ờ. Thôi đều thấy mình. Còn để biết nhà nó bị ray luôn. Cái thằng đó hả hồi nãy. Đi đường biển thôi hay sao giờ. Nó đều thấy mình. Có cái lồ gì mình nặng này bay. Giáp á. Giáp không phải 5 thôi. Cái đéo gì đó nặng lắm. Lấy da về đi. Lấy da gì? Giết con thu lấy da về. Ê.
nhà người ra thì sao nó bật lửa lên mà nó không biết nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm. À, tao thấy mỏ kim cương rồi, một xíu, nó pha rồi vậy. Con đường về nhà đầy gian nan chắc chở có quan à. Trời thì tối đấy nhé. Đi thằng bóp rồi. Em giết luôn cả con ấy của nó. Con gì? Con bú của nó. Lấy hết đồ nó đây. Nặng có cái đéo nhỉ, nặng người ta ăn lên dữ cung không biết phải try up đi không try up đi try up đi lộ chắc về nhà để thấy nếu còn gì đồ đá quá rồi nè. Alo, à, nếu biết nhà anh bị ray luôn mà. Đi mẹ 400 da. Đủ mang về lẹ 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 mang về nha. Mà đi ăn cướp ngon hơn nhiều, đi ngồi pha chết mẹ luôn. Pha thì đứa nào cũng long nào. Đi ăn cướp thì vào cái có. Hơi bị nhiều thịt. Hỏi Thanh nếu biết nhà mình bị ray luôn. Biết. Quỳ. Quỳ rồi. Hồi nãy nó đều thấy em ngu lắm, tụi này ngu lắm, hồi nãy em đứng gần thuyền nó luôn á. Nó đều thấy em. Xong em bỏ qua rồi là em đi ngang qua nó chạy đâu á. Xong bây giờ lần này em thấy nó bật điện để giết luôn. Có hàng gì này. Em vừa chụp nó lên. Dày vãi nồi. Mm.